60 Cà Phê & Tea là một quán cà phê độc đáo và thu hút tại thành phố Đồng Xoài. Quán đã nhanh chóng trở thành một địa điểm phổ biến cho cả người dân địa phương và du khách, nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị cà phê thơm ngon và thiết kế nội thất tinh tế. 60 Cà Phê & Tea nổi tiếng với cà phê chất lượng cao. Khách hàng có thể thưởng thức một loạt các loại cà phê từ cappuccino, espresso đến các loại cà phê pha phin truyền thống. Điều đặc biệt, quán luôn chú trọng vào việc lựa chọn các loại hạt cà phê ngon nhất cùng với kỹ thuật rang và pha chế chuyên nghiệp. Ngoài cà phê, menu còn đa dạng với các loại thức uống khác như trà trái cây, sinh tố, nước ép trái cây tươi mát và các thức uống hot trend như trà chanh giả tay, các loại trà sữa và nhiều loại đồ uống độc đáo được pha chế bởi các barista tài năng. Những thức uống tại quán phù hợp với nhiều lứa tuổi, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo cho cả gia đình và các nhóm bạn tụ tập, hội họp. Tại 60 Cà Phê & Tea, bạn sẽ cảm nhận sự chăm sóc tận tâm từ đội ngũ nhân viên. Họ không chỉ là những người phục vụ, còn là những người tạo ra một không gian thân thiện, ấm áp.